Rất nhiều bà con ở vùng trồng lúa đang rơi vào trường hợp là nhà mình có thể trồng được lúa nhưng mà phải đi mua gạo để về ăn, và no ngơm ngớp là không biết là gạo có sạch hay không, có đảm bảo an toàn, có bị ngâm hóa chất chống mối mọt hay không, và gạo có phải là gạo sạch 100% hay là gạo giả. Và mỗi lần muốn sử dụng lúa của mình để trà thành gạo ăn thì phải chở đến nhà máy, với số lượng chở nhiều thì không được mà chở trên xe máy đi lại thì rất là vất vả, trời nắng cũng như trời mưa. Và khi mà chúng ta trà sát như vậy thì cái gạo ra nó sẽ bị hao rất là nhiều, tại vì sử dụng máy lớn mà sát với lại cái lượng gạo rất là nhỏ. Bà con đang chăn trở mua gạo về ăn hay là mang gạo của mình đi sát. Và chúng tôi cho bà con một giải pháp là sử dụng máy sát gạo mini gia đình. Xin giới thiệu với bà con, đây là dòng máy sát đơn với năng suất 100-200 kg/giờ, sát từ lúa ra thành gạo ăn, gạo sạch đẹp ít vỡ và đảm bảo là an toàn 100% là gạo nhà mình. Bà con chỉ việc đổ thóc vào trên phễu, sau đó bật công tắc và chỉnh cho gạo xuống là có thể ra là gạo ăn được, và chấu cám sẽ nghiền đi theo đường chung ra có thể làm thức ăn cho gia súc gia cầm. Máy sử dụng điện một pha, nhỏ gọn, cực kỳ dễ sử dụng và tiện lợi, có thể di chuyển và bỏ mọi chỗ, phù hợp với gia đình. Đặc biệt giá thành của máy chưa đến 6 triệu, rất là phù hợp với các hộ gia đình, với mức đầu tư để đảm bảo được chất liệu gạo cho bữa ăn trong gia đình với sức khỏe. Ngoài dòng máy sát đơn này ra thì bên chúng tôi còn có rất nhiều dòng máy sát xay nghiền, rồi có chức năng sát gạo và có chức năng nghiền cám cho gia súc gia cầm, và những dòng máy sát gạo liên hoàn dành cho kinh doanh những vựa gạo, hay là những dòng máy sát gạo công nghiệp dành cho những công ty chuyên sản xuất gạo xuất khẩu. Bà con có thể liên hệ với số điện thoại bên dưới video để được kỹ thuật viên tư vấn những sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại bà con ở những video tiếp theo.